nay thì chúng ta học ba từ để mà hỏi về cái độ dài thời gian. Ở đây ta có cái chữ đăng, hỏi về thời gian có nghĩa là từ trong hiện tại của mình đi vào trong tương lai bao nhiêu lâu thời gian nữa mà ta mới dùng chữ đăng. Để mà chú ý là nếu mà chữ đăng mà các em để một cái từ mà nơi chốn, ví dụ như là trong nhà, trong sân gì đó, thì nó lại là trong một nơi chốn. Còn bây giờ nếu chữ đăng với một cái từ về thời gian thì là từ đây đi vào trong tương lai bao nhiêu lâu thời gian đó nữa đó, là đăng. Do đó là ta để động từ vào tương lai đó. Rồi cái chữ depuis nghĩa là từ trong quá khứ mà kéo dài cho tới bây giờ, sự việc nó kéo dài như vậy tới bây giờ, ta để thì hiện tại. Tại vì tới bây giờ sự việc đó nó vẫn tiếp diễn như vậy, ta để hiện tại. Còn dưới này ta có chữ băng đăng, từng khoảng thời gian đã giới hạn rồi. Có khi khoảng thời gian đó giới hạn trong quá khứ, mà có khi khoảng thời gian đó giới hạn ở hiện tại, có khi ở tương lai. Cho nên không nhất thiết là ở cái thì nào cũng đều có thể được hết với chữ băng đăng. Rồi ta có cái chữ combien de temps, tức là bao nhiêu thời gian. Ví dụ như cô làm một ví dụ là La Vedette là ngôi sao thời đa ca nhạc điện ảnh. Va arrive dans une heure, một tiếng đồng hồ nữa thì cái ngôi sao điện ảnh đó sẽ đến. Đó. Hoặc là cô làm một cái ví dụ khác. Les gens, mọi người chờ đợi. Les gens attendent depuis une heure. Mọi người chờ đợi từ một tiếng đồng hồ rồi. Họ ra phim trường, họ chờ đón cái ngôi sao ca nhạc đó tới. Mà họ không biết bao nhiêu thời gian, phải chờ, họ cứ vẫn đứng đó thôi, từ một tiếng đồng hồ. Và bây giờ vẫn tiếp tục đứng chờ ở đó. Ta để động từ vào thì hiện tại đó. La vedette répondra aux journalistes pendant une demi-heure. Cái ngôi sao đó sẽ trả lời các nhà báo. Động từ répondra, can trả lời cho ai? Trả lời các phóng viên. Pendant une demi-heure, tức là trong cái cuộc họp báo. Nó kéo dài trong vòng có nửa tiếng đồng hồ thôi. Ông nói gì trả lời nổi trong vòng nửa tiếng. Hết nửa tiếng là ông bỏ đi rồi, không có trả lời nữa. Và như vậy cái chữ băng đăng ở đây là có khi thì sự việc xảy ra quá khứ, có khi xảy ra hiện tại, có khi xảy ra tương lai đều được hết. Như đây ta đang có trường hợp là xảy ra tương lai. Chúng ta có thể làm vài ví dụ để mà em liệu xem là ta nên cho chữ gì vào đây.
Les gens attendent de 1 heure. Mọi người chờ đợi. Ở đây tiếng mình có từ 1 giờ đồng hồ. 1 heure. Les gens l'acclament, động từ acclamer, vỗ tay hoan hô, reo hò. Còn chữ lơ đây đó, chữ L đây tức là thế cho chữ la vừa đét đó. Mọi người đó reo hò cái ông đó. 10 minutes, 10 phút. Je ne veux pas rester debout. Tôi không muốn ở trong cái tư thế mà cái gì mà được dựng đứng lên theo chiều cao, tức là tôi không muốn đứng, không muốn đứng. Rester là ở tình trạng nào vẫn ở tình trạng đó đó. Tôi không muốn luôn luôn bị đứng. Trong suốt cuốn phim, đi xem phim mà không có chỗ ngồi, ta sẽ bị đứng. Như vậy thì các em thử xem mình cho chữ gì vào đây. Les gens attendent de 1 heure. Ở đây trong tình huống là mọi người đi tới phi trường để đón chờ cái anh diễn viên điện ảnh đó. Nếu mà ta để chữ băng đăng đó, cũng không có sai gì về văn phạm hết á. Mọi người chờ đợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng mà trong tình huống đi chào đón một ngôi sao điện ảnh tới, thì ở đây nếu ta để băng đăng nó sẽ không phù hợp. Đây ta để depuis. Mọi người chờ đợi từ 1 tiếng đồng hồ rồi, ngôi sao nó chưa đến vẫn chờ đợi. Chứ không phải là tôi chờ ông 1 tiếng đồng hồ, ông không tới tôi mặc kệ ông, tôi đi về. Cái đó là băng đăng đó. Ở đây, les gens l'acclament de 10 minutes. Mọi người khi thấy ông đó từ xa xuất hiện, mọi người đứng đằng xa bắt đầu vỗ tay. Thì cũng vậy, nếu mà ta đi chuyện băng đăng thì không khác gì cái tình huống mà ca sĩ lên sân khấu mà có thuê người vỗ tay, đưa 50 ngàn vỗ tay 5 phút, đưa 100 ngàn vỗ tay 10 phút. Thì nếu ta dùng băng đăng là sẽ thành cái tình huống khôi hài, chứ thật sự thì không sai về văn phạm. Do đó mà ta đây ta phải để chuyện đơ quy. Mọi người vỗ tay reo hò từ 10 phút rồi, ông ấy đi từ đằng xa đến và người ta không giới hạn thời gian đó. Còn bây giờ đây, je ne veux pas rester debout, tout le film, suốt cuốn phim là một thời gian giới hạn băng đăng. Je ne veux pas rester debout pendant tout le film. Rồi ở đây thì cô có một cái danh ngôn của cái ông Montesquieu, một cái nhà làm chính trị của Pháp ở trong thời quá khứ xưa rồi. Moi on pense plus on parle, là người ta càng suy nghĩ ít thì người ta lại càng nói nhiều.